Dũng, sinh viên năm 2 ngành quan hệ công chúng, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Mọi người hay gọi em với cái tên là Ngọn lửa xanh là bởi vì em luôn luôn tích cực tham gia với các hoạt động đoàn, hoạt động tình nguyện và hỗ trợ cho mọi người. Em đến với cuộc thi năm nay đơn giản là bởi vì chủ đề của cuộc thi quá hấp dẫn với em. Đó là Inspire and Shine, truyền cảm hứng để tỏa sáng. Em hy vọng rằng là thông qua cuộc thi này thì mình có thể truyền được nhiều cảm hứng đến mọi người và có thể cùng với các tình nguyện viên hội máu tỏa sáng trên sân khấu của chính hội máu ạ.